Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ chuyện mình đã đến với tiếng Nhật như thế nào, từ một cái đầu trống trơn và nhiều sợ sệt. Lúc mới nghĩ sẽ học một ngôn ngữ nào đó ngoài tiếng Anh thì mình đã phân vân lắm. Nhưng vì thích văn hóa Nhật Bản và anime nên mình quyết định sẽ học tiếng Nhật. Và những lời hù dọa của mọi người rằng tiếng Nhật khó lắm đã làm mình rất sợ. Mà lỡ rồi nên mình chơi tới luôn. Vô học thì mình mới, ủa mà tiếng Nhật chỉ có 5 âm tiết cơ bản là A, I, U, E, O với tổng cộng 46 chữ cái thôi. Học thuộc chữ cái là có thể đọc được văn bản. Tính ra còn dễ hơn tiếng Việt quá trời âm tiết đúng không? Cảm thấy êm êm rồi nha. Tới đoạn ghép âm thành từ lại thấy đơn giản hơn. Ví dụ vậy cho dễ hiểu nè. Con mèo là tiếng Việt, phải ghép từ 6 chữ cái lại thành 2 từ, cộng thêm dấu nữa thì mới đọc được. Tiếng Anh thì là cat, ghép 3 chữ cái đọc ra 1 từ. Còn tiếng Nhật thì là neko, ghép từ 2 âm tiết ne và ko ra từ con mèo. Không có dấu sắc huyền hỏi ngã nặng gì hết nha. Giờ mấy bạn thấy đỡ khó chưa? Cảm giác nói sao thì biết vậy là mình đỡ hoang mang phần nào hen. Chứ hồi học tiếng Anh đó hả, nói là một chuyện, viết ra là một chuyện khác luôn đó. Tuy vậy, những ai đã biết tiếng Anh thì học tiếng Nhật sẽ thuận lợi. Vì tiếng Nhật mượn từ tiếng Anh cũng khá khá. Minh họa liền cho mấy bạn. Chocolate tiếng Nhật sẽ là chocolate. Restaurant tiếng Nhật sẽ là restaurant. Engineer tiếng Nhật sẽ là engineer. Thú vị hen mấy bạn. Tới đây thì mình đã bớt sợ đi nhiều rồi. Đoạn khó nhất có lẽ là chữ Hán từ kanji. Nhưng mà các bạn đừng lo, tiếng Việt của chúng ta cũng có sự tương đồng giữa âm kanji và phát âm Hán Việt trong tiếng Việt, nên các bạn sẽ thấy quen quen liền. Ví dụ nữa nè, kanke, âm Hán Việt là quan hệ, đọc là kanke. Kenchiku, âm Hán Việt là kiến trúc, đọc là kenchiku. Riêng kanji thì mình học thêm bằng app trên điện thoại. Nhiều app hay lắm. Mình đang thử app hát kanji này nè mấy bạn. Vừa học vừa chơi game và kiểm tra trình độ Hán tự luôn, giải trí lắm. Xong phần chữ và phát âm, tới ngữ pháp nha. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam. Mấy bạn công nhận không? Hồi mình học tiếng Anh thì mình thấy ngữ pháp cũng trần ai khoai cũ. Còn tiếng Nhật thì chỉ có khẳng định và phủ định của thì hiện tại và tương lai, với khẳng định và phủ định của thì quá khứ thôi. Giờ thì mình đã học tiếng Nhật được 3 tháng rồi, học hết các mẫu ngữ pháp cơ bản và có thể giao tiếp sơ sơ được. Để làm được việc này ở các ngoại ngữ khác thì có lẽ sẽ mất nhiều thời gian hơn một chút. Tiếng Nhật thì có lộ trình khá rõ ràng để đạt được trình độ mong muốn. Mấy bạn thấy sao? Tiếng Nhật bắt đầu dễ thở hơn với các bạn chưa nào? Thiệt sự là nếu có ai nói với mình những điều này lúc bắt đầu học thì có lẽ mình đã không lo sợ nhiều mà hào hứng hơn rồi. Nếu các bạn thấy những thông tin này bổ ích thì nhớ subscribe và share giúp mình để mình tiếp tục làm các video sau nha.